Mười lời dặn của người xưa, người xưa đã đúc kết, để lại cho người nay, nhiều bài học quý báu. Rất đáng học thế này, một không lo nghèo đói, tiết kiệm, sẽ không nghèo. Mình rốt, phụng, cố gắng, cũng đạt được mục tiêu, hai hiếu cũng có giả, tức là hiếu giả vờ, chung lại càng có giả, tức là chung giả vờ, cả hai cái giả ấy. Đều xấu và đáng khinh, vì giả nhân, giả nghĩa, với cả người thân mình, ba dạy con nghiêm khắc, thành người tốt ở đời, với người xấu độ lượng, để thu phục lòng người, dạy con dạy đọc sách, học cái chữ thánh hiền, dạy được một nghề giỏi, hơn cho một núi tiền, bớt giao lưu với bạn, ngồi đọc sách ở nhà, sách là người bạn tốt và là thầy của ta, học chữ không được vội nên học một, nghĩ mười, mới làm được đại sự, để tiếng thơm cho đời, bốn hãy làm việc thiện, tích phúc lộc về sau, gia đình cốt yên ấm, không nhất thiết phải giàu, năm con có năng khiếu, mà cha mẹ nhiều tiền, quá chiều thì sau lớn sẽ nhiều trí vươn lên sáu người tư cách kém coi lợi là nhất đời người thi cử lận đận trung quy là do lười bảy khi cái tâm thẳng cái đầu sẽ thành thơi vì không phải lo nghĩ cách đối phó với người người biết trọng lễ nghĩa chơi với bạn giống mình tránh xa kẻ dối trá vì lợi không vì tình tám một người mà tốt tính khí sẽ yên bình người nóng nảy đồng bóng phần nhiều do vô minh chín người trẻ thiền cận ít đọc lại thích lười dễ bị những kẻ xấu làm tha hóa chất người nhưng người hiểu biết rộng tưởng không ai bằng mình nói nhiều mà làm ít thì nghiệp lớn khó thành người mỗi khi gặp khó phải tìm hiểu nguyên do không trách oán người khác không sợ không quá lo các sai lầm hầu hết ngẫu nhiên và nhất thời phải học tính cẩn thận khi cư xử với người